Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, canh mày vàng hộp ma thuật đến đây. 100 ca tin đã đủ, biểu tím chính thức nở hoa. Tết này hộp ma thuật free toàn server vào mùng 1 Tết. Anh em đã sẵn sàng nghênh đón hộp ma thuật giá lâm chưa nào? Wow 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 wow. Liệu anh gà có cho trang phục mới vào hộp ma thuật không nhỉ? Thôi được rồi, anh em thích đồ gì để tôi chiều anh em nào. Bỉ ngạn xanh, công nương tinh tú thật long lanh. Bỉ ngạn xanh lá, lục thanh lịch, không ai dám xà lánh. Bỉ ngạn đỏ, không có linh chi phẫn nộ, Tết này coi như bỏ. Bỉ ngạn đen, trang phục mới long hoa, mờ lem quá nè anh em. Bỉ ngạn thi nhân, trông như... Như là thi nhân giữ chưa? Thi nhân gì mà bí content giữ vậy bà? Nói tóm lại, anh em thích tôi cập nhật thêm trang phục gì thì comment ngay nào. Wow, mọi người đang làm gì mà đông vui nhộn nhịp quá vậy? Cho tham dự cùng được không?